Sáng ngày 18 tháng 10, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo tình hình tìm kiếm cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng Ba, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Ông Thọ cho biết, hai mũi cứu hộ bằng đường sông và đường bộ tiếp tục triển khai hướng lên thủy điện này tìm kiếm cứu nạn. Theo dự báo, thời tiết trong hôm nay và ngày mai ở khu vực lên thủy điện Rào Trăng Ba sẽ bớt mưa. Ông Thọ cho rằng đây là thời điểm vàng để cả hai mũi lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp cận thủy điện Rào Trăng Ba vì qua thời điểm này mưa gió sẽ lớn trở lại. Tuy nhiên, việc tìm kiếm cứu nạn vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn vì nước lớn. Phía đường bộ, nhiều tảng đá to nằm chắn ngang đường. Lực lượng công binh đã tính đến phương án nổ mìn để thông đường. Hiện ở trên thủy điện Rào Trăng Ba còn hai xe múc sử dụng được người còn ở lại dùng để tiếp tục đào xuống khu vực sạt lở tìm người mất tích. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tiếp tế hơn 500 kg lương thực cho những người còn ở lại khu vực thủy điện Rào Trăng Ba, đảm bảo duy trì trên 10 ngày.